vừa ngập đậu à. Nấu gì mà thơm. Béo, thơm. Chứ mà để nguyên xác thì không dọn được đâu. Thôi tao ngó bánh ít, tao để nguyên xác thôi. Bánh, cái bánh gì mà để nguyên xác vừa luôn ta? Bây giờ không có để, không có để nữa rồi. Sao kỳ vậy? Nó không té. Còn xác vừa, giờ ta dắt sốt rồi. Được không? Ghê chưa? Đó, đựng cục rồi nữa. Đây nè, vậy mày chỉ thằng kéo nét đây nè, đây nè, 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 đây nè, vậy nè. Thấy không? Nè, nó đâu có tới rồi, thấy không? Nó kéo nó gì nè, kéo từ từ lên vậy nè, 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 nó, vậy đó. Mẹ thách con ăn trăm viên chè này đi. Rồi. Viên bé lớn thôi. Ừ. Nhiêu tiền? 10 triệu. Yeah, được. Nó bấm 30 triệu mà sao giờ còn có 10 triệu. Nói chuyện gì kỳ vậy ta? 30 triệu đi. Thôi, 10 triệu cũng được. Rồi làm đi, làm trăm viên đi. Tao thách mày ăn hết trơn cái này mà 2 ký này thôi. 2 ký thôi. 1 thôi. 10 triệu đúng không? Ừ. Rồi. Bây giờ từ đây tới ngày mai nha. Rồi. Được. Trời ơi 10 triệu. 10 triệu nha, làm chứng nha các bạn. Bây giờ tới chiều nè. Ủa, ô nó tới ngày mai. Lật lọng nha, chứ còn tới chuyện 10 triệu nha. Xong chồng góp ghép liền nha. Làm chứng cho mấy bạn, 10 triệu nha, ăn hết ha, 1 ký chè này. À, không gì, 1 ký nếp hả? Ký nếp mà. Ký nếp. Con ký nếp hả? Ừ, ký nếp 10 triệu, trời có gì. Hứa nghe. Danh dự nghe. Đừng bán rẻ danh dự mình nghe. Ừ. Mày ăn hết mày tiêm tao lại 10 triệu phải không? Ừ, ăn hết chung lại 10 triệu. Ừ. Không có đất vốn luôn mà. Ừ, đúng rồi đó. Chứ phải ăn không hết thì xù quần ngang, ăn hết thì chung 10 triệu, ăn hết là chung lại người ta đó. Chung chung. Chứ không phải chuyện chơi đâu. Đâu ấy, nói gì đâu. Con chùm củi cho mày bỏ vô đi. Thấy không? Ừ, con củi cho mày bỏ vô. Lấy gì lấy đồ đông lấy đồ đũa đi con gơ 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 chạy đừng đóng 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 ai chạy đừng đóng đó giá nè ừ gì đó gơ 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 đó.
lại đi. Khác rồi sao? Có đóng hồng, có đóng đất hồng. Thì sợ nó đóng nè, cứ sơ sơ đại gì đi. Tôi đâu hay tính. Rồi đó. Xong. Dịp cái mâm đi. Xin chào mấy bạn. Vừa rồi là quá trình mình với má mình nấu chè cho nước. Chè cho nước á, là một cái món mà được người dân miền Tây ở đây nấu nhiều vào dịp rằm để dùng cúng tổ tiên. Tùy theo mỗi nhà yêu thích những cái nhân khác nhau. Thì nhà mình thì nấu nhân đậu xanh, còn có nhầm nhà thì họ sẽ nấu nhân khoai lang hay là nhân gì đó tùy theo mỗi gia đình thích. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì mấy bạn hãy bấm like and subscribe và bình luận phía bên dưới link mô tả những gì mấy bạn muốn mình quay và phục vụ cho mấy bạn thấy. Mình hết rồi, chào mấy bạn, hẹn gặp lại mấy bạn lần sau nhé.